Xin mến chào các bạn, hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Thể theo là yêu cầu của rất nhiều bạn ha. Hôm nay mình giới thiệu cái máy này để đáp ứng những nhu cầu của bạn cần xài ha. Cây này là cây cắt cỏ cần thẳng nha. Nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi và nó có cái tên riêng là T180 các bạn. Đây các bạn quan sát xem ha. Cái T180 này những cái tem này nó dán rất là nhiều kiểu các bạn. Có khi nó dán Maruyama, có khi nó dán Tiger, nhưng mà nhìn chung thì cái máy nó phải là Mitsubishi T180 thì mới ok các bạn. Ở đây là cái tem của nó dán Mitsubishi T180 made in Japan mà ha, rất là đẹp. Chánh gốc nó đó. Nó sở hữu một cái nòng là 36 ly nha các bạn, rất là dài ha. Đặc biệt là cây Mitsubishi T180 này nó hai bánh đà nha, bánh đà phía sau này và bánh đà phía trước. Bánh đà phía sau nó để quạt gió và lấy đà ha. Cái bánh đà phía trước nó để lấy đà và đánh lửa. Hệ thống lửa nó nằm phía trước đây các bạn ha. Ở đây là IC pin rồi, nó nằm ở đây. Nó đặc biệt nó dòng máy Muji đứng nha. Muji đứng thì các bạn đã biết rồi, nó hấp thụ công suất rất là tốt ha. Để mình nói vậy thôi, nhắc cho các bạn nhớ là Muji đứng ha. Cái kế tiếp nữa là nó cái chụp giật này là cái chụp sực giật siêu bền nha các bạn, rất là sướng luôn. Siêu bền, xài bền bỉ với thời gian ha. Cái tiếp nữa là nắp xăng này, nó nắp xăng kính ha, có ròn bềm nào đây, ròn này các bạn thấy không? Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, gas on xăng dầu. Tỷ lệ đây nó khuyến cáo mình là 20:1 nha các bạn, 20% xăng 1% nhớt. Thì cũng như các bạn dùng bất kỳ cái gì, 20 lít xăng 1 lít nhớt, 1 phi xăng thì 20 phi xăng 1 phi nhớt ha. Ví dụ nó vậy, mình ví dụ đơn giản nó vậy. Nhưng mà đối với mình á thì tỷ lệ 20:1 á thì nó cũng còn thấp các bạn, nhớt nó còn thấp ha. Các bạn pha trong 16:1, có nghĩa là 16 phi xăng 1 phi nhớt, hoặc là 16 lít xăng 1 lít nhớt, hoặc là chia nhỏ hơn nữa thì nó là 60cc nhớt trên 1 lít xăng nha. 60cc nhớt 1 lít xăng, mình chia nhỏ nữa cho các bạn sẵn vậy đó. 60cc nhớt 1 lít xăng thì các bạn có thể pha là trong khoảng 50 cho tới 70cc nhớt trên 1 lít xăng là ok các bạn. Thì với các bạn pha nhớt như thế thì cái máy mình, cái sơ mi bê tông nó bền lắm, bền dữ lắm các bạn. Nếu mà các bạn pha ít á, thì các bạn chẳng thấy gì đâu. Một ngày, ngày 1, ngày 2 là các bạn không thấy nó xuống máy, nhưng mà các bạn dùng 2 năm, 3 năm thì nó sẽ rất mau xuống máy ha, do các bạn dùng nhớt ít. Còn nhớt mà cả khoảng 60-70c rồi các bạn xài hoài, cái nòng nó không có bao giờ bị chày xước xếp bạc hết nha. Các bạn pha nhớ thế nào, các bạn thấy chạy nó dơ dơ ướt ướt ẩm ẩm cái bộ lửa nè ha, chứ đừng để nó khô đét như máy bốn thì là không có được nha. Khô đét mà nó lên màu gạch đó là nó thiếu nhớt dữ lắm luôn, thiếu xăng thiếu nhớt. Còn nó ẩm ẩm ướt ướt nó văng ra đây dơ dơ rồi nè ha, văng ra đây dơ dơ là vậy là mình pha nhớt nó vừa đó, và mình chỉnh xăng nó cũng vừa. Nếu mà mình càng ép xăng thì nó càng ít nhớt, thì ở đây nó sẽ khô rất là khô luôn, khô kiểu muốn cháy vậy đó. Cho nên là mình tháo cái bugi ra, mình thấy cái bugi mình đỏ chét luôn ha, khô queo ha, đỏ. Nếu mà đỏ màu gạch tôm thì nó còn thiếu ít nha, mà nó đỏ tới màu trắng là nó còn thiếu dữ nữa ha. Do đó các bạn phải pha nhớt thêm và chỉnh xăng lại cho nó đủ xăng ha. Còn nó để tình trạng mà nó khô
khô đó gạch tôm và nó trắng tát luôn á, là nó thiếu trầm trọng luôn các bạn. Xài cái sơ mi rất là mau hư luôn. Nó gì đó, mình quan sát cái này nè. Một là cái buji, hai là cái bộ lửa nè. Các bạn sẽ biết cái tình trạng máy mình đó là nó thiếu xăng, thiếu nhớt hay là vừa xăng vừa nhớt, và nó dư xăng dư nhớt. Dư xăng dư nhớt thì nó ra đây tèm lem hết trơn, rất là dơ ha. Nhưng mà nó dư không có hề gì hết. Nó dư là máy mà bạn xài hoài nó bền hoài. Ở đây có người xài pha tới 80C đó, ta cưng máy pha tới 80C, mặc dù có máy nó hơi dơ tí nhưng mà xài hoài cái sơ mi bê tông nó không có bị hư. Đấy. Ở đây nắp xăng kính nè, có lỗ thông hơi riêng nha. Ở phía sau nó có cái lỗ thông hơi riêng. Nó chạy một cái chế quạt khí à. Mình đã lên đời chế quạt khí cho các bạn xài cho nó ngon ha. Đời chế quạt khí này là chế quạt khí gen của Akamitsu. Dao bơm hai kim, có cái kim chỉnh tốc độ thấp ở đây và cái kim chỉnh tốc độ cao ở đây. Các bạn muốn chỉnh tốc độ thấp thì để các bạn để gà nhỏ chỉnh ha, cho tới chừng nào ganti nó êm nhạy nổ thì ok. Còn các bạn muốn chỉnh tốc độ cao thì chỉnh cái này ha. Kéo lên hết ga mà chỉnh. Nếu mà nó đang sượng 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 các bạn mở thêm ga thì nó hết sượng. Và nó nếu mà nó dư quá thì nó chạy lì 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 thì các bạn ép vô thì nó sẽ gông lên. Đấy, nó vậy dễ, rất là dễ các bạn. Cây này tốc độ cao nha. Lên hết ga mới chỉnh, còn cây này tốc độ thấp để cầm chừng chỉnh ha. Đấy, nó kết hợp với cây ganti ở đây. Rồi, các bạn quan sát à, xem máy đẹp nhất nách. Mà có cái máy này đặc biệt là cái công tắc nó dời ra phía sau các bạn. Thường á, thì Mitsubishi T180 cái công tắc nó nằm đây ha. Để cái cây này nó dời cái công tắc ra phía sau. Không có lạ gì hết các bạn. Nó làm nhiều kiểu cho mình nhìn chơi thôi, chứ nhiều khi nó đặt cái công tắc ở chỗ khác không có thành vấn đề gì ha. Nhiều khi nó muốn đổi mới màu đèn vậy thôi ha. Xem nó đẹp, đẹp nhức nách luôn. Tum dời tum to bố lớn nha, rất là dễ sử dụng, rất là dễ thay đổi. Đây nè, cái công tắc của cái lỗ thông hơi đây, dây ga màu xám nè, này rất là ngon. Tum to bố lớn, cái đệm hông nè ha, dây đeo nè, cùm nó nè, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay ga ha. Các bạn cái tay ga này các bạn có thể chỉnh nặng nhẹ tùy thích nha. Chỉnh cái ốc này ga thì nó sẽ nhẹ ha, chỉnh siết cái ốc này vô nó sẽ nằm đâu nó nằm đó, rất là dễ xài. Các bạn cắt ga sống cũng vậy, hùn 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 người xuống, các bạn nới lỏng cho nó mềm ra thì các bạn chạy ga sống bình thường. Mà cái ga này nó rất là bền các bạn, nó bền hơn cái tay ga bóp. Cái tay ga bóp mà nó gít gít về ga các bạn bóp tức tức chết luôn, bóp nó không đi. Thằng lạp mà nó hay, thằng lạp 26 nha các bạn, tùy 7 ly 7 khía đã luôn, ui đỉnh cao luôn. Cùi này thì thôi bền vô địch luôn ha. Cùi 26 6 thì sát nó hơi to một tí, mà bạc đạn nó lớn ha, nhông nó lớn cho nên nó rất là bền ha, nó chịu lực. Và cái chống dính cỏ các bạn nhìn thấy không có kẽ hở luôn, không có kẽ hở luôn, cháy luôn ha. Đây lỗ chốt đây. Đây, các bạn xoay 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 và các bạn ghim cái ba ly vào nha, ghim cái ba ly vào đây các bạn xoay 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 thì nó sẽ trúng cái lỗ giống như mình gài cửa vậy các bạn, thì nó sẽ gài dính. Nhưng mà thật ra là cái này nó cũng không cần thiết, không bất khả kháng mình mới sử dụng nha, còn bình thường mình nắm cánh mình mở thì được rồi. Ở dưới này nó có chống mày mòn ha, ở đây ốc đó, ốc dạng nó nằm ở trong này đây, nó chống mài mòn cho cái máy có ốc mình nó xài được dài lâu ha. Đây, tổng thể cái máy đây rất là đẹp các bạn. Giờ để mình nổ thử cho các bạn xem ha.
Đầu tiên á, thì mình cũng máy nguội thì mình cũng bơm xăng các bạn. Đây ở đây nó có nó mồi mồi để hang bơm xăng ha, đóng e ha. Thì các bạn bơm bơm nhấp 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 vài cái thấy nó đầy xăng ở đây là các bạn biết rồi ha. Nó dễ cảm nhận lắm, nếu mà nó bọng xăng thì các bạn bơm bóp nó bọng than nha. Nếu mà nó lên xăng nó đầy xăng các bạn bóp nhấp vài cái là nó thấy nó đặc. Nó nặng thì nó đã đầy xăng ha. Bạn đừng quá lạm dụng ha. Rồi các bạn đóng kéo e lên các bạn giật cái nó sập cái các bạn kéo e xuống các bạn giật là nó nổ luôn. Đó là khởi động khi máy nguội. Còn khi mà máy nóng rồi thì kéo là nó nổ thôi. Hoặc là mới vừa chạy nãy đó là máy đã lên xăng rồi thì giật là nó nổ thôi, không cần phải bơm nữa. Ví dụ cái máy mình á, mình về mình phải tìm hiểu cái nết của nó. Ví dụ nha. Ví dụ cái nết máy bạn ha, châm xăng vô các bạn giật là nó nổ thôi thì cũng không cần phải bơm xăng, không cần đóng e. Còn các bạn muốn cho nhanh thì các bạn bơm xăng giật nó nổ thì khỏi đóng e. Còn nếu mà trường hợp là các bạn không cần bơm xăng, các bạn chỉ đóng e giật vài cái thì nó nổ thì các bạn cũng không cần phải bơm xăng. Để chi? Để cho cái nấm nhú này nó xài nó lâu hư ha. Các bạn lạm dụng các bạn bớt quá nhiều nó cũng mau bể ha. Đấy, vậy đó. Về cái máy mình phải làm mọi cách để mình trải nghiệm nó, cho nó thích cái nết nào để cho mình hạn chế bơm xăng cho nó cái nấm nhú này xài được lâu bền ha. Vậy đó. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Hơi ghê lắm. Rất là dữ. Rồi nên mình nổ nha. Các bạn nghe tiếng ganti của nó không? Nó hơi nó dữ rồi, nó rất là đanh luôn. Và độ nén cao á. Cái hơi nó rất là cái tiếng nổ nó rất là đanh luôn. Hôm nay là cái máy muốn ngon nồng tốt là mình chỉ nghe chạy ganti là mình biết cái nồng nó tốt ở mức độ nào rồi ha. Cái nồng tốt thì nó chạy ganti nhỏ mới được, mà cái tiếng nó nghe đanh mà êm ha là cái nồng nó tốt các bạn. Kinh hoàng luôn á. Các bạn thử cái bố đó này nha. Đấy, thấy không? Bố vừa nhích ga là nó đã quay rồi mà. Ổn quá, rất là ngon ha. Mình giới thiệu cây Mitsubishi T180 nồng 36 ly. Cái này tạm dừng nhưng mà xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0766
6 5 9 5 9 9 5 8. Xin mến chào các bạn nha.